Chào mọi người ha. Chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con Mobile World Station, máy trạm siêu khủng luôn. Với cái chip đồ họa, cái card đồ họa tới 16GB là mọi người B5200. Khủng như thế nào thì mọi người tìm hiểu cùng mình ha. Chủ nhật ngày hôm nay thì mình khui hàng về rất là nhiều. Sẵn thì khoe cho mọi người xem đồng hồ bên mình là về rất là nhiều. Nhiều lắm. Trước giờ thì làm rất là nhiều món mọi người, ví dụ như đây nè, đồng hồ Nhật nè ha. Đồng hồ Nhật về, ngay cả laptop mình cũng về rồi. Nhà mình có đồ âm thanh, có nhiều đồ lắm. Đây là đồng hồ nam á mọi người. Đây nè, đồng hồ hiệu hết à. Tất cả là đồng hồ hiệu hết. Đây, mình cũng dự định là mình sẽ view đồng hồ lên trên cái kênh này, để mọi người, ví dụ có nhiều người á, chỉ có cọc có rất là ít tiền thôi nhưng mà mọi người lại ngại tại vì sợ là bị lừa đó. Thì đây, nhà mình là kinh doanh rất là nhiều thứ, không phải riêng gì mảng laptop này, cho nên là mọi người cứ search số điện thoại trên Zalo, Facebook, search ha, trên Facebook nhà mình, nếu mà ai mua đồng hồ thì lên Facebook mình search, mình có đăng bán đồng hồ ở trên đó đó mọi người. Rồi đồ âm thanh rất là nhiều đồ luôn, linh tang linh tinh vậy đó. Laptop là chỉ một phần, có thể là iPad rồi nữa cũng có đăng trên Facebook ha. Mọi người check check để biết rằng cái độ uy tín nó như thế nào. Mà buôn bán cả chục năm nay rồi, cho nên đó là mọi người đừng có ngại, cũng đừng có sợ là cọc 1 triệu là bị mất đâu ha. Uy tín là trên hết mọi người, nhà cửa rồi đàng hoàng, khách vô mua rất là nhiều. Bây giờ mình quay lại mình nói cái con này nè. Cái con này á là cấu hình rất là khủng, màn hình 17.3 inch nha mọi người, có webcam đồ đầy đủ hết, màn hình 17.3 inch. Thật sự quay á, thì thấy á, nhìn như những cái máy khác nhưng mà 17.3 inch là mình thường view cho mọi người. Nó rất là to, nhìn rất là đã, dân đồ họa là cực kỳ thích. Mình giới thiệu, mình quay cho mọi người cái cấu hình ha. Nó là HP ZBook 17G5. Đây mọi người ha, 17G5 chưa bao giờ mình view cái con mà 17G5, thường thường là view con 17G3. Con này 17G5, nó là chip i7 8H nha mọi người, 8850H. Chip H thì rất là khỏe, 2.6 và 12 CPU luôn, rất là khỏe ha. RAM là 64GB á mọi người. RAM thì RAM khủng rồi, RAM này chắc cũng không cần phải nâng cấp nữa thôi. Mà đặc biệt ở cái chỗ này nè, con này nó có card đồ họa rồi, nó là B5200. Card này là rất là khủng, tới 16GB lận. Thường thường thì mình cũng hay view lên trên đó là card trong những cái dòng mà mình hay view á, dòng máy trạm mà bình thường mọi người vẫn sử dụng á, thì thường thường là 4GB. Mấy game nào cũng khủng lắm thì 6GB, còn máy này là tới 16GB lận, dành cho đồ họa. Thì này là cân hết, với cái cấu hình này là cân hết mọi cái thể loại đồ họa mọi người. Thật sự ra khi mà cần làm cái gì liên quan tới vẽ, thiết kế, dựng phim 3D, 4D gì đó thì con này là quá ok luôn. Cái card B5200 rất là khủng. Phím có LED phím nè, có phím số rời bên hông 17.3 inch á, nó to cho nên là phím nhìn nó vậy, còn bên này nó dư ra vậy nè mọi người, nó rất là to. Loa thì nghe siêu FV luôn. Loa BO nè, nghe rất là hay. Góc cạnh là đẹp nè. Bên này cũng vậy, mướt. Ở trong này thì mướt, màn hình là đẹp ha, màn hình full HD. Đây mình bấm độ phân giải màn hình luôn. Đây mọi người nè, 1920x1080 nè, màn hình là đẹp, không có lỗi gì hết nha mọi người, sáng trưng nè. Con máy trạm khủng. Bây giờ mình chỉ quay cho mọi người xem cái ở ngoài của nó, cái vỏ ở ngoài như thế nào, và mình báo giá cho mọi người cái con máy khủng này ha. Ở ngoài thì đây mọi người, đi quanh các viền, có cứng trầy ở chỗ này. Từ từ cái chỗ trầy đó, đi nhìn quanh cái này, cái đã nhìn quanh này cũng đẹp. Có trầy ở đây nha mọi người, có trầy ở đây. Và chỗ này, chỗ này mới nãy vừa đi qua nè, trầy chỗ này. Mờ quá ta. Đây mọi người, bởi vì nó to cho nên là vận chuyển về nó có bị chày, chày cái nhôm đó ha. Ngõ kết nối là hai ngõ Type-C nè, ngõ sạc, ngõ USB, ngõ HDMI. Và cái phần này là cái phần này là cái miếng nhôm che của cái DVD á, mà nó bị mất cho mọi người. Nhấn thì là nó mở DVD ra thôi. Cái này là nguyên cái này là cái nắp. Thực sự ra là cái miếng thôi này là nó đây mọi người nè, cái miếng nó ra thôi, cái miếng nhôm thôi, không gì hết của cái DVD thôi. Sự có thì đậy lại, không có thì thôi, để vậy cũng được. Và cái chỗ này vận chuyển về thì nó hơi móp nhôm thì mình nhìn nó vậy ha, nó cũng không có ăn thua gì đâu, nhưng mà giá thì lại rất là ok. Tại vì á, là dòng máy trạm thì thường thường cũng hay để một chỗ chứ không có mang vác đi lại nhiều, cho nên là mình nghĩ là cái chó nó cũng hơi khó, không có ảnh hưởng gì nhiều. Chỗ này hơi móp nhẹ một tí nè, góc các ngõ kết nối là đầy đủ hết. Đây ha,
Rồi có trầy chút xíu nữa nè. Ở bên này nguyên cái này là Mobile Workstation mà mọi người có móp chỗ này để vận chuyển cái viền nó móp á mọi người. Cái còn lại là ok, không vấn đề gì. Thì máy nó có xấu như vậy nhưng mà cái giá thì là cực kỳ tốt. Nếu mình mà không quan tâm tới cái gọi là cái bề ngoài mấy cái viền nó nhiều thì cũng không có ảnh hưởng gì hết. Chứ còn ở bên trong là chất lượng cực kỳ luôn. Máy là có bao zin nguyên bản nha mọi người, không hề sửa chữa gì hết. Về sau là nhà mình để vậy bán thôi mọi người. Mua là những cái dòng này là mua chạy tốt ở bên Nhật rồi thì mình mới mua, cho nên là mọi người yên tâm. Và mình báo giá mọi người cái con máy này là 18 triệu rưỡi ha. Máy rất là khủng luôn, chip 8H, RAM 64 và card đồ họa RGB 5200. Cái card RGB này rất là khỏe, rất là ok luôn mọi người ha. Ai chốt thì inbox mình, mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi, mình sẽ hoàn tiền lại cho mọi người nếu bị lỗi ha. Đó thì chỉ vậy thôi, tại vì có con à, nó rất y hệt nhau á thì ấy cũng được. Tại vì những cái dòng này á là những cái dòng mà rất là ít gặp, những cái dòng máy khủng, những cái dòng cạc rồi mà tới P5200 là muốn mua cũng khó lắm mọi người, cho nên nó là nó về rất là hiếm, rất là ít. Rồi ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.